Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh mì Việt Nam. Loại bánh mì đặc ruột, khi còn nóng thì vỏ bánh rất là giòn, phần bánh ở bên trong thì mềm, thơm. Còn khi để nguội thì bánh cũng rất là mềm, không hề bị cứng. Bình thường thì chúng ta phải ra ngoài tiệm mới có thể mua được những chiếc bánh mì như thế này để thưởng thức. Nhưng hôm nay với những chia sẻ của mình, hy vọng rằng các bạn có thể làm được những chiếc bánh mì thơm ngon ngay tại nhà để cùng với gia đình mình thưởng thức nhé. Nguyên liệu để làm món bánh mì gồm có 250g bột mì, mình sử dụng bột mì số 13. Với loại bột mì số 13 này, nó sẽ có cái hàm lượng protein 13-14,5%. Hàm lượng protein cao thì mình sẽ sử dụng để làm bánh mì. 170ml sữa tươi không đường. Mình làm bánh cho nhà ăn nên là mình sử dụng sữa tươi, còn không thì các bạn sử dụng nước cũng được nhé. 20g đường, 1g muối, 3g men nở, 20g bơ. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ lấy 250g bột mì cho ra một cái tô. Bột mì số 13 này thì các bạn có thể mua ở các cửa hàng bán đồ làm bánh, nó có sẵn rất là nhiều. Tiếp theo thì mình sẽ cho men nở vào cùng với bột mì và mình trộn đều lên. Mình cho muối vào cùng và đường. Nếu bạn nào thích ăn bánh mì ngọt ấy thì các bạn tăng lượng đường lên. Trộn đều rồi thì mình sẽ cho từ từ phần sữa tươi vào. Sữa tươi các bạn để ở nhiệt độ phòng. Nếu mà để tủ lạnh thì các bạn bỏ ra trước khoảng 30 phút đến 1 tiếng trước khi mình sử dụng. Các bạn cứ cho sữa tươi từ từ vào và trộn đều lên. Mình sẽ cho bột ra bàn và dùng tay để nhào bột. Bột lúc đầu sẽ hơi dính tay một chút nhé các bạn. Các bạn nhào và dùng cái cổ tay này các bạn miết bột. Các bạn nhào một lúc là bột sẽ dẻo dai và không còn dính tay nữa. Mình sẽ cho bơ vào cùng để nhồi với bột luôn. Bơ các bạn cũng để ở nhiệt độ phòng để cho bơ mềm. Đối với làm bột mì này thì các bạn cần phải dùng lực thật mạnh để các bạn nhào và miết bột thì bột nó mới dẻo và dai được. Bột sau khi nhồi được 10 phút đây, các bạn thấy bột có thể kéo mỏng ra như thế này, nó vẫn bị đứt nhá, nó không được dai như là mình nhồi bằng máy đâu. Mình sẽ vo tròn viên bột lại. Mình thoa một chút dầu ăn vào trong tô này. Sau đó mình cho bột vào. Mình dùng màng bọc thực phẩm bọc tô bột lại và để ủ bột trong khoảng chừng 1 tiếng. Tùy theo thời tiết nóng hay lạnh mà các bạn có thể dao động cái thời gian lên. Khi nào bột nở gấp đôi là được. Và đây là bột sau khi mình ủ được 1 tiếng, bột đã nở gấp đôi này. Giờ mình sẽ lấy bột ra.
và mình sẽ chia nhỏ bột ra. Tùy theo chiếc bánh các bạn muốn làm to hay nhỏ mà các bạn chia tùy thích. Mình sẽ chia bột ra làm 4 phần, mỗi phần có trọng lượng khoảng 100g. Mình sẽ túm các cái mép bột lại này để cho bột nó xẹp bớt cái bọt khí đi. Giờ mình sẽ lấy từng viên bột và mình cán mỏng bột ra. Cán dài bột ra như thế này, rồi các bạn cuộn tròn bột lại. Cuối cùng các bạn ép mỏng ra và ném cái mép bột lại này. Sau đó các bạn lăn dài bột ra. Các bạn lăn sao cho cái phần bột ở giữa thì nó to hơn, còn phần bột ở hai đầu thì nó sẽ nhỏ hơn. Mình sẽ có phần bột như thế này. Bây giờ mình sẽ xếp phần bột này vào trong cái khay nướng. Và mình sẽ làm tương tự đối với các phần bột còn lại. Và đây là phần bột mà mình vừa tạo hình xong. Bây giờ thì mình sẽ đậy bột lại và để ủ trong khoảng chừng 30 đến 40 phút nữa cho bột nở ra. Và đây là bánh, sau khi mình ủ được 30 phút, bánh đã nở gấp đôi. Bây giờ thì mình sẽ dùng một con dao sắc, mình rạch mặt bánh. Các bạn dùng dao thật sắc và các bạn rạch mặt bánh hơi sâu một chút. Thì khi bánh nướng xong nó sẽ nở ra rất là đẹp, như thế này nhé các bạn. Các bạn không nên để thẳng dao như thế này mà các bạn để nghiêng dao như thế này một chút thì mình rạch bánh nó sẽ dễ dàng. Bánh rạch mặt xong thì mình sẽ xịt nước vào chỗ rạch bánh này, đẫm chỗ rạch bánh này. Xịt nước này sẽ giúp cho bánh có được cái độ ẩm và khi mình nướng bánh nó sẽ có cái độ giòn đấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 10 phút. Mình làm nóng lò nhiệt độ 170 độ C ở chế độ lửa trên và lửa dưới trong thời gian 10 phút. Sau 10 phút thì mình sẽ cho bánh vào lò nướng. Mình để bánh ở rãnh giữa này và mình nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ C ở chế độ lửa trên lửa dưới trong khoảng thời gian là 20 phút. Sau khi nướng 5 phút thì các bạn mở lò bánh thật nhanh, sau đấy xịt nước vào lên trên mặt bánh. Và đóng lò lại, nướng cho đến khi bánh chín vàng.
Mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ là 180 độ C, ở chế độ lửa trên lửa dưới và trong khoảng thời gian là 30 phút. Bánh sau khi nướng được 5 phút thì mình sẽ mở cửa lò. Và các bạn nhanh tay xịt nước lên trên mặt bánh. Và đậy lò lại. Các bạn tiếp tục nướng cho đến khi bánh vàng giòn. Và đây là những chiếc bánh mì sau khi mình nướng được 30 phút. Bánh đang rất là nóng, vỏ bánh rất là giòn các bạn ạ. Màu bánh rất là đẹp. Bánh đang rất là nóng, để bánh nguội một chút thì mình sẽ bẻ thử một chiếc bánh ra để cho các bạn cùng xem nhé. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món bánh mì tại nhà rồi đấy. Hy vọng rằng với những chia sẻ của mình hôm nay thì các bạn có thể làm được những chiếc bánh mì thật ngon để cùng với gia đình mình thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm món bánh mì Việt Nam này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.